Dạ kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em shop có một bộ bàn sư tử một cốt, bàn tròn sư tử một cốt và bốn cái ghế chất liệu là 100% bằng cẩm lai nha quý cô chú anh chị em. Rồi chất liệu cái này là 100% cẩm lai, từ cái bàn cho tới bốn cái ghế. Cái này thích hợp cho những quý cô chú chị em á, nhà cổ cũng được, nhà mới cũng được, vô cũng hợp lý nha. Cẩm lai 100%. Quý cô chú chị em xem những cái vân của cẩm lai nè. Cái này là bàn ghép, bàn ghép theo khung nha, ghép khung nè. Cái này thì là ghép khung thôi nha quý cô chú chị em, tại vì cẩm lai nó không có loại lớn nên bắt buộc phải xài ghép khung lại đó, những cái đường này nè, ở đây con đường vậy đó, ghép lại xung quanh mặt bàn ghép nha. Nhưng mà cẩm lai là Việt Nam, cái mặt bàn này cũng được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, cẩm lai vân tự nhiên nha quý cô chú chị em, ghép từng khung lại đó, ghép khoảng chừng ba mấy, ngang 10 phân, chiều dài thì được 35 đó, ghép từ miếng lại đó, quay xung quanh cái bàn cho quý cô chú chị xem nha, vân cũng rất là sáng sủa đẹp, vân tự nhiên của cẩm lai Việt Nam. Đó, bàn này mà anh em mới xây nhà đó cũng để vô rất là hợp lý, tuổi đời thì cũng khoảng 30-40 năm nha quý cô chú chị em. Đó, ở đây cái viền bàn cũng rất là dày, những cái viền này tuyển chọn là 10 phân, nó có độ dày là 2,5 phân ha, độ dày 2,5 phân. Còn cái viền từ đây lên á là 8 phân, từ đây lên 8 phân, viền 2,5 phân ha. Xung quanh nè, cái bàn này đặc biệt là xoay được nha quý cô chú, bàn này xoay ra đó, những cái viền cũng rất đẹp nha, cẩm lai 100%. Cái vân view này được, cái bàn này cũng được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Các chú anh chị em thấy không? Đó, xung quanh ha, rất là dày ha, cái viền rất dày nha. Từ đây xuống đây là 8 phân. Độ dày của gỗ đây là 2,5 phân. Được xoay nha, bàn này bằng xoay nha. Đây là phía dưới, nó gồm 3 con sư tử. Cẩm lai 100%. Như vân cẩm lai nè, cái này cũng xốp đã bị sinh BU sơ sơ, nó BU nha. Đó, 3 con sư tử nha quý cô chú chị em, giống nhau hết. Đó, chân móng nó rất đẹp ha. Đó, cái này nhà mới vô đẹp, nhà xưa cũng được. Rồi ba con giống nhau đi, tương đối vậy đi.
Rồi tiếp theo đây là đo cái vòng bụng nè, cẩm lai hết nha quý cô chú anh chị em. Từ đây xuống một trụ nha, một cốt nha, rồi là bàn sư tử một cốt. Tuổi đời này cũng không sâu lắm, nó khoảng 30-40 năm. Vòng bụng nó khoảng 70 nha, rất là to nha. Hai vòng tay là không hết nè quý cô chú anh chị em. Cái này shop cũng đã BU rồi. Cái này anh em chỉ về là sử dụng thôi. Còn con sư tử thì nó giống nhau hết. Rồi cái này là xung quanh nha. Đó một cốt xoay nè. Xung quanh nha, xung quanh phía dưới nha. Cũng được gia cố hết rồi nha. Cái này xoay. Bàn một cốt, ba con sư tử. Cẩm lai 100%. Cái này anh em về là chỉ sử dụng thôi. Tiếp theo shop sẽ đo cho quý cô chú anh chị em xem nha. Cái bàn cẩm lai 100%, có chiều ngang là 99 nha, như là 1 mét á, 99, vòng tròn 99. Chiều cao là 73. Chiều cao 73 nha. Nó có đường viền là 8 phân. Cái này anh em về một tấm kiến, đặt tấm kiến nữa là đẹp rồi. Đó, tấm kiến nhìn xuống cái vân tự nhiên của cẩm lai là rất là đẹp. Cái bàn này giá cũng mềm nữa. Shop sẽ giao lưu với quý cô chú chị em á là 18 triệu 9. Một cái bàn là 18 triệu 9 cho một cái bàn. Cái này là shop chưa có kiến nha. Shop giao lưu tại shop là 18 triệu 9 cho một cái bàn cẩm lai. Tiếp theo shop sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị em là những cái ghế nha. Rồi tiếp theo á, quý cô chú anh chị em là kết hợp với 4 cái ghế cẩm lai này luôn, vô cái bàn sư tử này cũng ok. Kết hợp với 4 cái ghế này. 4 cái ghế thì tương đối là giống nhau. Đã quay sơ lược 4 cái cho quý cô chú chị em xem đi. Nói chung là tương đối giống nhau. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Đó. Nó cũng răng nhẹ thôi nha, răng nhẹ cũng đã xử lý rồi. Cái thứ ba, đó, nó răng nhẹ luôn, xử lý rồi. Cái một thì ok. Cái thứ tư cũng được gia cố chắc chắn ha. Có được ba cây này cẩm lai luôn. Để chịu cái ghế lại ba cây cẩm lai. Cái này là cái thứ tư ha. Cái này cái thứ ba. Cái thứ ba phía dưới của nó đó, nó có răng nè, không gia cố dưới rồi ha. Có răng. Có răng trên đây nè, shop cũng đã gia cố lại rồi ha. Cái thứ hai. Thứ hai là có răng dưới đây. Cái này nó hơi mỏng nha quý cô chú anh chị em ha. Cái này nó chừng 7 ly à, 7 tới 8 ly à, nó hơi mỏng. Đó, nó có răng chút xíu đây, cái thứ hai. Cái thứ nhất. Cái nhất là liền tích ha. À, cái nhất thì đẹp. Đó, cái này phía sau nha. Chân cẳng cũng được vuốt, vuốt một cái đường. Ở đây nó cong con cái nè. Để xếp đo cái chân cho. Chân này là 2 phân rưỡi. Bề ngang 2 phân rưỡi. Bề vô là 4 phân nha. 2 phân rưỡi, cái này 4 phân. Đó, cái sườn chân rất đẹp nha. 2 phân rưỡi, 4 phân cho cái chân nha quý cô chú chị em.
bốn cái thì tương đối giống nhau. À, quý cô chú anh chị em có thể chọn bốn cái ghế hoặc là cái bàn là shop cũng giao lưu riêng được nha. Còn nếu có anh em nào có thích thì một bộ mình vô kết hợp với bàn sư tử này cũng phù hợp. Rồi sau đây shop sẽ đo bốn cái ghế này tương đối giống nhau ha quý cô chú anh chị em ha. Đó, shop chỉ đo một cái tượng trưng thôi. Nó có chiều ngang là 36 nè. 36. Chiều rộng vô là 35. 36 rộng 35. Chiều cao là 43. Chiều cao từ dưới đất lên đây là 43. Từ cái chỗ ngồi tới cái tựa lưng là 40. 40. Cái độ cao toàn bộ của cái ghế là 83. 83. Nó bốn cái thì tương đối giống nhau. Shop chỉ đo tượng trưng một cái cho quý cô chú anh chị em xem. Để shop sẽ đo cái phía trước. Đây là phía trước của nó nè. Dày là 4,5 luôn nha quý cô chú anh chị em. 4,5 nha. Độ dày của nó nguyên con. Còn chiều rộng vô nguyên cái nó là 3,5. Đó. Cái này 4,5 ha. 4,5. 3,5. Rất là chắc chắn ha, một nắm tay nè. Toàn bộ cẩm lai hết nha quý cô chú anh chị em. Dưới đây là có lượng cái đó, vuốt cái. Anh em là thích cái nào thì shop sẽ giao lưu cho quý cô chú chị em xem. Shop sẽ báo giá mỗi cái ghế này, shop sẽ bán là 1.990.000 nha. Đó, 1.990.000 một cái. Ghế cẩm lai 100%. Anh em có thể giao lưu bàn riêng hoặc là ghế riêng cũng được. Anh em cứ kết hợp chung với cái bàn như vậy thì sẽ phù hợp hơn. Đó, tất cả là cẩm lai 100%. Sau đây là shop sẽ quay lại tổng thể tất cả cái bộ bàn ăn này cho quý cô chú chị xem. Anh em nào mới vào xem Lê Quốc đồ xưa, mong quý cô chú anh chị em đăng ký cho shop và một cái like để shop ngày càng hoàn thiện hơn. Mong shop thật cảm ơn rất là nhiều. Nếu anh em nào mà không có sử dụng bàn ăn tròn này á, thì anh em có thể có những cái bàn sư tử đây, sư tử cẩm lai với gõ mật. Anh em thích cái bộ nào thì shop sẽ là bằng lớn, bằng ăn lớn. Còn anh em thích bằng nhỏ thì lấy cái bằng tròn này phù hợp hơn. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị em rất là nhiều. Và chúc quý cô chú anh chị em sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Shop thành thật cảm ơn rất là nhiều. Dạ.